xin chào mọi người. Chào mọi người đã cùng quay trở lại với clip tiếp theo của chúng mình trong chuỗi series chế tạo siêu xe Cô Nissan Zenko. Và trong những clip trước thì chúng mình đã chế tạo cơ bản được những chi tiết của chiếc xe này. Và bây giờ sẽ là những chi tiết tiếp theo. Bắt đầu video thôi. Mọi chi tiết nó cũng hoạt động ok rồi đấy nhỉ, hoàn thành rồi. Bây giờ nếu mà muốn làm cái mang cá này ngay thì cũng không thể làm được luôn, bắt buộc mình phải cắt cái cốp này ra đấy, xong cái đo thì mới làm được hai cái mang cá hai bên này, đúng không? Đây cái phần cốp này này, cái này mà làm là phải cắt nguyên cái đường vầy mở ra. Như vậy là qua một hồi tính toán thì bây giờ chú cháu mình đã tính cái vấn đề là làm cái phần cốp trước này anh em ạ, và hai cái hốc mang cá hai bên này, sau này nó đẹp hay không thì bọn mình phải xem kỹ lại, không mà làm cẩn thận lại mới được ok nhé. Ngay bây giờ chúng mình sẽ cắt theo cái đường như thế này, xong đó lại lấy cốp ra ngoài. Bây giờ mình cũng sẽ phải cắt những cái viền mang cá này luôn để cho nó được gọn gàng luôn anh em nhé. Và chúng mình sẽ cần phải điều chỉnh cái phần mang cá này theo cái hình dáng chúng mình đã phát thảo ra đây mọi người nhé.
Ngay bây giờ chúng mình sẽ lắp cái nắp cốp vào đây để hàn cái bàn lề này vào cái nắp cốp anh em ạ. Nhưng mà phải bê vào đã. Nào, lên sang kia đi. Được đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ hàn nó vào với nhau này. Đó. Anh em ơi, tháo ra đi. Chặt quá. Ui, ghen rồi. Ghen rồi. Ghen rồi. Vừa rồi thì cái màn lề nó hơi bị lệch một chút các bạn ạ. Bây giờ chúng mình sẽ mở lên. Vừa rồi mình có chỉnh sửa rồi. Wow, ok rồi, xịn sò rồi anh em ơi. Được chưa? Đấy các bạn ơi, và phần nắp capo thì chúng mình đã chế tạo phần bàn lề được rồi nhé mọi người nhé. Bây giờ nó đã có thể đóng mở được rồi. Đấy. Sau này thì chúng mình sẽ nâng cấp cho nó một cái xi lanh điện và một cái xi lanh trợ lực nữa để có thể nâng mở tự động mọi người nhé. Đấy, và tiếp theo thì chúng mình sẽ tiến hành vào chế tạo chi tiết hốc mang cá ở đây. Và vị trí này chú đâu thì đóng xuống chưa? Đóng xuống cho nhìn. Đấy, ở vị trí này mọi người nhá. Đấy, hốc mang cá ở đây và sau đó là sẽ là phần cốp bên trong. Phần cốp bên trong thì nó sẽ bao gồm một số chi tiết để cho cái phần đầu này nó được đẹp mắt và nhìn xịn sò hơn mọi người nhá. Yeah, tiếp tục thôi chú ơi. Nắp capo đã đóng mở ok rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái phần cốp ở phía trong này. Nó ở cái vị trí này nó sẽ che được đi toàn bộ những cái khung thép này đi anh em nhá. Ok. Giờ mình sẽ tiến hành sơn vào cái phần bề mặt này để cho đến lúc mà bóc cái phần khuôn này ra cho dễ anh em ạ. Các bạn
các bạn, sau khi mà đã tạo form cho phần cốp này, bây giờ tiếp theo thì chúng mình sẽ phủ nhựa lên mọi người nhé. Đấy, và đã phủ được một lớp sơn để chống dính rồi mọi người ạ. Đấy, hiện tại sau khi mà cái phần cốp nó đã ra hình như này thì nhìn chiếc xe đã rất là cứng cáp hơn rất nhiều mọi người nhé. Đấy, tiếp theo là chúng mình sẽ phủ nhựa và bây giờ đang công đoạn bôi quắp chống dính những chi tiết còn lại mọi người ạ. Ok, yeah, như này thôi. Ok các bạn ơi, và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu tiến hành vào phủ nhựa mọi người nhé. Đầu tiên là sẽ cần phải phủ cái lớp nhựa bên dưới này mọi người ạ. Đấy, sau khi mà phủ xong lớp nhựa thì chúng mình sẽ phủ thêm cái lớp sợi thủy tinh lên mọi người nhé. Lên thủy tinh chú ơi. Lên chưa? Thế thôi. Đấy, đầu tiên thì chúng mình sẽ sử dụng một cái lớp sợi rối mọi người nhé. Đấy, sử dụng một cái lớp sợi rối đầu tiên để làm bề mặt bên dưới. Và cái phương án lần này chúng mình sẽ sử dụng là một lớp sợi rối và một lớp sợi chịu lực thôi mọi người nhé. Và cái lớp sợi chịu lực đấy nó dày, rất là dày và cứng. Ơ, chú bóc cái băng dính này chưa? Có băng dính mà. Đi đi. Như vậy là đã dán xong cái phần cốp rồi anh em ơi. Chờ nó khô mình sẽ bóc ra ngoài và xử lý lại cho nó được đẹp hơn anh em nhá. Đấy các bạn nhá. Và chúng mình đã phủ xong một cái lớp sợi chịu lực cho phần cốp này. Ok, và bây giờ sẽ đợi nó khô, sau đó là sẽ xử lý qua nhẹ cái bề mặt này. Và mình nghĩ là sẽ phủ cho nó một cái lớp nỉ mọi người nhá, cho đẹp mọi người ạ. Yeah. Ngay bây giờ chúng mình sẽ tháo cái chi tiết cốp này ra anh em ạ. Nhưng mà đầu tiên này chắc là lấy cái mang cá ra đầu tiên này. Cái hốc mang cá này. Ok đi.
các bạn ạ, và bây giờ tiếp theo thì chúng mình sẽ chế tạo phần cấu hút để liên kết giữa phần cốp với lại phần nắp cabo mọi người nhé. Tôi sẽ cấu hút ở vị trí này, sẽ trông như thế này mọi người. Đấy, ok, rất là perfect. Hai cái khung này để làm cái phần mang cá nhá anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là bả vào cho nó để cho nó cái bề mặt này đẹp hơn. Sau đó mình sẽ gắn những cái phần mang cá vào. Ok chưa?
khi phần nắp capo phía trước đã được chế tạo hoàn thiện, bây giờ tiếp theo sẽ là phần mặt lưng này mọi người nhé. Chúng ta sẽ đưa cái phần mặt lưng này có thể đóng ra mở xuống được mọi người ạ. Yeah. Vệ sinh nó lại và nhìn nó đẹp đẽ hơn mọi người nhá. Đấy. Okay. Yeah. Và bây giờ thì mình sẽ cần chế tạo những chi tiết phụ trợ cho phiên sau này mọi người nhá. Yeah, bắt đầu thôi.
toàn bộ những chi tiết bàn lề anh em ạ. Mình vừa mới chế tạo xong, bây giờ mình sẽ lắp ghép vào, xong đó sẽ hàn vào trong khung xe kia anh em ơi. Lắp ghép thôi. Và đây chính là hệ thống bàn lề dành riêng cho mặt lưng của chiếc Golden Set Zenko mọi người nhé. Bây giờ tiếp theo thì chúng mình sẽ hàn nó lên phần mặt lưng mọi người ạ. Yeah. Đây là cái cơ cấu hoạt động bàn lề anh em ơi. Ok chưa? Yeah. Đây các bạn ơi, và phần mặt lưng của chiếc Golden Set Zenko đang được gia cố lại những thanh sắt mọi người nhé. Bây giờ những cái phần xương này, đây chúng mình đang tạo những phần xương bằng sắt đấy. Và những cái phần xương này nó sẽ chịu lực cho phần mặt lưng này mọi người nhé. Để có thể là nâng lên hạ xuống, nâng lên hạ xuống mọi người ạ. Ok. Này là mình chưa có hàn đấy anh em ạ. Đấy, đây là những cái xương anh em ơi. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào trên nắp lưng này. Đó, xong rồi sẽ tán nó vào anh em ạ.
luôn. Bên này lại bong ra rồi, bởi vì cái xương này hãng cứng. Ok. Đó, hình thức có như thế nhá. Và hiện tại là phần mặt lưng đã được gia cố rất là chắc chắn rồi mọi người nhá. Bây giờ tiếp theo thì chúng mình sẽ đưa phần mặt lưng này vào với chiếc xe để lắp ghép lại mọi người nhá. Lên thôi chú ơi. Đây các bạn ạ, hiện tại là chú Lợi đang liên kết giữa phần bàn lề với lại phần lưng lại với nhau mọi người nhé. Bây giờ sau khi mà hàn xong ấy thì chúng mình sẽ có thể mở mặt lưng lên mọi người ạ. Đấy, hiện tại cũng rất là khó bởi vì trong những chi tiết này nó ở trong những cái vị trí rất là khó hàn mọi người nhé. Đây các bạn ơi, và sau khi đã liên kết được giữa phần mặt lưng và phần bàn lề, bây giờ sẽ nâng lên thử mọi người nhá. Chặt đâu rồi? Chưa tháo vít à? Rồi rồi rồi. Nặng vãi chửi. Được chưa? Đây nè. Quá cao rồi, thấp xuống đi nào, hạ thấp xuống đi rồi, nữa nữa, mày thôi, mày vừa nhẹ. Wow, tầm bay thôi chú ạ, ok. Khá là ok các bạn ạ. Và cuối
cùng là hệ thống nắp capo và những chi tiết linh kiện chúng mình đã được lắp đặt xong. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ sử dụng nước để vệ sinh qua một lượt để cho phần bề mặt nó được nhìn đẹp hơn mọi người nhá. Chơi quá đây, rửa sạch sẽ đi. Savannah, we'll never be in love. Savannah, let's jump in and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be in love. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a break. Các bạn ơi, và những chi tiết đầu tiên của hệ thống auto skin đã hoàn thiện mọi người nhé. Bây giờ chúng ta đã có thể mở cốp lên rồi mọi người ạ. Bây giờ mở cốp lên cho mọi người xem nào. Đấy, ok chưa mọi người? Và bên dưới cốp này nó sẽ là một hệ thống cốp bên trong. Và vị trí này nó sẽ không phải là để đồ đâu mọi người nhé. Chúng mình sẽ bọc nỉ sau này. Và ở đây nó có một cái vị trí để đưa phần không khí lên trên bên trên. Và chúng ta có đóng cốp xuống nào. Đấy, bên trên này thì nó, bên trên này thì chúng ta đã có một cái phần lưới tổ ong để lọc gió, giúp cái phần không khí nó được sạch sẽ hơn mọi người nhé. Đấy, và tiếp theo ở đây thì chúng mình đã có một cái chi tiết nó rất là đặc biệt và được chế tác rất là tỉ mỉ và thủ công mọi người nhé. Ôi ôi ôi, hay thế nhỉ. Xe trôi anh em ơi, xe trôi. Trôi à, trôi à, lấy cái chèn nó chú ơi. Đấy, nói chung là vừa là một cái sự cố nhỏ các bạn nhé. Và tiếp tục quay lại, tiếp tục quay trở lại với video. Ở đây, đấy, đây là phần hốc mang cá mọi người nhé. À, chúng mình đã sử dụng nhựa PVC để tạo phần mang cá này mọi người nhé. Đây là một cái vật liệu rất là ok. Và chúng mình đã mất một thời gian rất là ngắn một chút để có thể lên ý tưởng và phát thảo ra phần mang cá này sao cho đẹp nhất mọi người nhé. Đấy, tiếp theo là về phần mặt lưng của chiếc xe này. Thì hôm trước phần mặt lưng chưa thể nào mở lên được. Nhưng mà hôm nay phần lưng của chiếc xe này đã có thể mở lên rất là đẹp rồi mọi người nhé. Bây giờ thì chú cháu mình sẽ mở lên cho mọi người xem. Ây da. Đấy các bạn ạ, hiện tại đấy chúng mình chưa có hệ thống xi lanh, chưa có hệ thống hỗ trợ lực đẩy, cho nên là phải mở thủ công lên rất là nặng. Nhưng mà sau này thì mình sẽ nâng cấp cho nó một cái hệ thống xi lanh trợ lực để có thể nâng cái phần lưng này lên dễ dàng hơn mọi người nhé. Và có thể là chúng mình sẽ nâng cấp cho nó một cái hệ thống xi lanh điện để có thể là mở lên auto luôn mọi người nhé. Và mình mong muốn là cái hệ thống auto skin nó sẽ có thể tự động hoàn toàn luôn mọi người ạ. Đấy, áo xuống chuôi. Tuy hiện tại là nó hơi nặng một chút thôi, nhưng mà nó không phải là vấn đề quá lớn mọi người nhé. Đấy, ok. Và tiếp theo thì chúng mình sẽ chế tạo phần chân gương của chiếc xe này. Hiện tại đang làm phần gương rồi. Đấy, chân gương đây. Và phần gương thì chúng mình đang tiến hành làm rồi. Và trong video sau thì mình sẽ cho các bạn xem tổng thể phần gương và tổng thể hệ thống auto skin của chiếc xe này nó hoạt động như thế nào mọi người nhé. Và bây giờ có lẽ là thời lượng của clip cũng khá là dài rồi, cho nên là mình xin được tạm dừng clip tại đây. Nếu như các bạn có ý kiến nào thì đừng quên cho bọn mình biết ý kiến của các bạn một cách để lại một comment bên dưới phần bình luận của video này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. À, video sau là chúng mình sẽ lắp cả hệ thống mâm của chiếc xe này vào nhé. Mâm zin luôn, đẹp luôn mọi người nhé. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.